Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh đi Bitcoin kinh dẫn kiếm tiền ai ti hàng đầu tại Việt Nam Nếu các bạn còn chưa đăng ký kênh thì các bạn nhấn nút subscribe để bạn đăng ký và cập nhật liên tục dán mới nhất mà min từ thường xuyên chia sẻ kênh ờ, Trong video hôm nay thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với đề tài Metamask trong chuỗi video hướng dẫn cho người mới ờ, trước khi đến với cái đề tài của nội dung của dự án này thì mình xin lưu ý là có trên kênh có rất nhiều danh sách phát Máy admin đang ẩn à, ở đây các bạn sẽ ấn vào phần danh sách phát các bạn sẽ thấy có những cái video hướng dẫn liên quan đến tất cả mọi thứ về chiếc wallet liên quan đến giao dịch trên các sàn dịch tập trung liên quan đến sử dụng sàn liên quan đến hướng dẫn tạo tất cả mọi thứ về metamask đăng ký kc chen hop vân vân có đầy đủ hết trên này Đấy. thế thì video hôm nay chúng ta sẽ làm về đề tài đó là hướng dẫn cho anh em cách để có thể chuyển Coin và token từ ví MetaMask lên các sàn giao dịch. Video này thì hướng dẫn cho anh em, đặc biệt anh em dùng đang dùng mạng ETH. Ờ, để có thể chuyển ETH và token trên mạng ETH thì các bạn thao tác như sau. Các bạn ấn vào phần uh, tượng con cáo ở trên tiện X. ta sẽ ấn vào bàn đồ chấm mở rộng giao diện Expand View ra. Ờ, tại sao chúng mình lại muốn anh em mở rộng ra thông diện bên view khi các bạn dùng uh, chương trên trình duyệt đối với tiện ích metamask bởi vì là mở rộng diện này ra khi bạn copy ví các bạn thao tác các thứ nó sẽ rất thuận tiện nếu các bạn để ở trong cái tiện ích các bạn gửi thì cũng được thôi nhưng mà nó sẽ rất rất bất tiện và có thể còn mất thời gian hơn so với việc các bạn chỉ mất một vài giây để mở cái 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 giao diện view này ra thế thì thao tác đầu tiên là gì ạ chúng ta sẽ ấn vào ba dấu chấm chúng ta ấn vào view on the uh, on the scan lúc này thì các bạn cần phải xác định cho là con nào các bạn sẽ dùng để gửi các bạn có hai cách Cách thứ nhất chúng ta ấn vào erc 20 để chúng ta tìm những cái token chúng ta muốn gửi ngay hiện tại cách thứ hai các bạn ấn vào cái khung vuông này các bạn tìm ấn vào tiếp theo là ấn vào biểu tượng kính group tìm con mã chúng ta muốn tìm con bcmc 1 chỉ là con token mình sẽ gửi trong video này chúng ta ấn vào tên tốc tên tốc cường tiếp theo nó sẽ hiện ra cái phần như nội dung là con chắc để các thứ cái này thì các bạn không cần quan tâm đến các cái thông số khác chúng ta chỉ cần quan tâm phần con chắc cho mình ở phía dưới chúng ta kéo xuống phía dưới và ở đây thì các bạn sẽ ấn vào phần add token ấn vào cấu tường token paste phần con chắc vào đây ấn like tiếp theo chúng ta ấn vào add token được chưa sau khi chúng ta đã hoàn thành thao tác S này thì chúng ta sẽ tiến hành gửi bằng cách chúng ta đón nút xin hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách thì chúng ta ghép lên trên sàn giả sử trong trường hợp hôm nay mình sẽ gửi lên sàn PIPB thì nó cũng thao tác nó cũng hoàn toàn tương tự với những sàn khác thôi Đấy, ví dụ PIPB thì như này chúng ta vào wallet này ấn vào phần bên account, hoặc là phần deposit cũng được mình bây giờ dù là sàn nào thì các bạn cũng sẽ tìm cái con token mà chúng ta cần phải gửi Ví dụ con BCMC1. chúng ta sẽ vào phần deposit. Lúc này nó sẽ hiện lên cho chúng ta phần ví. Đấy. ở đây thì các bạn lưu ý, dù là sàn nào đi chăng nữa, nó sẽ có một cái dòng thông báo nhỏ nhỏ. Chúng ta nên lên đọc những cái dòng chú uh, ghi chú này để các bạn không gặp vấn đề. Ở đây các bạn có thể thấy là khi chú như sau, thứ nhất là min là 3000 BCMC, tức là nhỏ hơn 3000 thì sẽ không được ghi nhận vào tài khoản và các bạn mất luôn coi được chưa đấy các bạn lưu ý, ý phần này cho mình cái tiếp theo phần này là vui lòng chỉ gửi bcmc đến địa chỉ này nếu như các bạn gửi coi với token khác thì sẽ mất một số sàn khi các bạn gửi nhầm coi như sàn Binance các bạn có thể dùng nhờ support hỗ trợ li và mất phí nhưng đối với một số sàn như p 2 b không hỗ trợ các bạn gửi nhầm coi và không có chuyện li hoàn coi khi các bạn gửi nhầm coi đấy các bạn lưu ý, ý không gửi BCMC ở Smart Contract Tức là chúng ta dùng các cái địa chỉ địa chỉ ETH mà đã tạo bằng Smart Contract gửi là không được xem nhận Đấy. Các bạn lưu ý Ngoài ra một số sàn như sàn sàn tiệm Sàn B cao tốc người ta thường là sử dụng Smart Contract để chuyển ETH vào token Và trong những trường hợp như thế thì sẽ mất coi Đấy. Để dùng tiếp theo này Chắc chắn là giao dịch sẽ có kết quả hoặc là mất coi à, chắc chắn là giao dịch sẽ bị mất coi khi các bạn sử dụng uh, smart contract sàn này nó không hỗ trợ các bạn luôn, kể cả support có mệt mỏi bao nhiêu chẳng được, không bao giờ hỗ trợ nó đã ghi một cái chữ như đi đường cột đó là chắc chắn chưa? bạn có thể sử dụng ví cá nhân ví cá nhân nó hỗ trợ đấy, hỗ trợ metamask các thứ đấy và vui lòng liên hệ địa chỉ ví của bạn support trong các trường hợp đặc biệt trong các cái trạng thái vân vân đang thực hiện vân vân để rút để rút tiền vân vân và refund sẽ đẩy dịch qua của... công luôn đi anh em ạ bởi vì là mình vui tiếng anh nếu đoạn này mình tìm luôn không biết là dịch thế nào việc hoàn tiền của một giao dịch như vậy không được đảm bảo Đấy. vui lòng hệ các bộ phận hỗ trợ xử lý giao dịch của bạn để chỉ định phương thức dịch xử lý, xử lý tiền là thì các bạn lưu ý đó Ờ, cho nên là trong những trường hợp mà chúng ta mà thấy những thông báo này thì các bạn chú ý là những cái sàn nào mà nó hay gửi smart contract thì tuyệt đối không gửi đến cái sàn chúng ta đang đeo Đấy. nhớ vậy thôi chỉ cần nhớ vậy mình, mình nhớ nhất là trong danh sách có sàn mega tốc còn các sàn khác thì lâu lâu rồi cũng không nhớ những mega tốc nó trên cái kiểu là dùng smart contract để rút token để rút eth ra Đấy. đây là cái phần bổ sung thôi còn bây giờ chúng ta quan tâm tâm vào nội dung chính cho mình đó là bây giờ mình sẽ chuyển coi thôi Bây giờ mình sẽ copy phần địa chỉ ví Ở trên ví của mình thì quá dư Quá dư để có thể gửi một cái lệnh này Mình có nên tới là 14.350 Token cơ Bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái thao tác nữa Đó là gì ạ? Chúng ta sẽ check giá ga Chúng ta có thể check giá ga Và các bạn thể thấy là chưa thời điểm nào mà giá ga rẻ như ngày hôm nay Đấy. Nhưng mà chắc chắn thời điểm video các bạn là Cái thời điểm mà giá ga nó sẽ thay đổi Ở đây có 3 cọc ga thì như những cái video nó về trước đây mình nói rồi chúng ta căn cứ vào cọc ga giữa là cọc ga quan trọng nhất trong trường hợp cứ gửi gấp các bạn có thể dùng cọc ga hình trong trường hợp quá tiết kiệm phí thì tối thiểu cũng phải gửi theo gan lao nhưng mà gan lao sẽ dễ không có pit và nếu như không có pit các bạn hủy lệnh hoặc các bạn điều chỉnh ga nó còn quá tội nên các bạn tốt nhất hãy gửi theo cọc ga giữa hoặc cao hơn ga giữa không có chuyện thấp hơn ga giữa Đấy, nên lưu ý cho phần này cho mình bằng hoặc cao hơn không được thấp hơn cái cọc ga giữa này đây là cái cọc cán của quan trọng đây là ga 38 đây này và để cẩn thận hơn các bạn thể đi loan lại một lần nữa đấy, để xác định là ga ga mới nhảy lên 40 đúng không ạ đi loan lần nữa đấy. thôi mình sẽ gửi ga 40 đi ga 40 là ổn đấy. đấy bây giờ mình sẽ điều chỉnh ga bằng cách là ấn vào advanced option nhiều bạn sẽ lựa chọn theo cái cái này nhưng mà mình không không muốn các bạn lựa chọn thế này mình các bạn mình muốn là các bạn phải chủ động trong từng lệnh của chúng ta mình sẽ gửi theo giá ga là 40. Và các bạn thấy ngay là khoản phí sẽ hết là 7,71 đô, nhưng các bạn đừng lo, phí nó có thể hiển thị lên tới 100 đô nhưng khi chúng ta gửi chắc chắn là sẽ chỉ hết khoảng, khoảng phần đa là hết khoảng từ 60 đô đến 80 đô thôi, nếu như nó hiện 100 đô. Tức là chúng ta so với giá hiển thị nó sẽ chỉ mất phí từ 60 đến 80%. Rất đi trường hợp mà hết phí 100% kể cả các cái lệnh swap ở trên sàn các bạn đừng sợ đừng đừng sợ khi mà thấy được là 7 đô nó đã tương đương với một ngày công rồi Đấy. thì các bạn cũng không phải lo bởi vì này cái mức phí này chỉ là mức phí ước lượng ga limit là gì ạ ga tối đa chúng ta chấp nhận để gửi cái lệnh này Đấy. nên là các bạn không lo nha Đấy, chúng ta sẽ vào nút nách ở đây thì các bạn sẽ thấy ở đây là gì ạ ở đây chúng ta sẽ nó sẽ cho chúng ta một lần nữa để xem lại cái giao dịch này xem lại địa chỉ ví chúng ta cũng nên xem lại một tí đúng không ạ nên xem lại không xbe 146 không xbe 14 này đây tốt hơn là các bạn lên xem lại cẩn thận hơn ném luôn ra để đối chiếu đây để sang bên này ném luôn ra để đối chiếu nhé được chưa dc được đuôi dc này đầu be 14 146 chính xác chưa được rồi ta ấn vào rút config để xác nhận định gửi đi và dĩ nhiên có một cái thao tác là chúng ta sẽ có thể ấn vào đây, ấn luôn vào lệnh giao dịch này. Các bạn có thể theo dõi lệnh. Hoặc có một cách khác. Đó là chúng ta trở lại phần ví. Đây, mình sẽ dán ví này. Thực sự là đối với anh em trên kênh thì cái gì cũng là mới hết. Đấy, có thể dán ví vào đây để có thể check. Và đi theo cái lệnh giao dịch này này. Đấy, chưa? Đã hoàn thành lệnh. Đeo coi trên sàn. Ờ, đây là lệnh đép coi khi các bạn chuyển ngang ví ví với ví thì rất dễ chuyển phát được luôn nhưng mà đối với việc đép coi trên sàn thì các bạn sẽ cần phải đủ Confit thông thường phải khoảng 60 con thì mới hiện ở trên sàn một số sàn nó hỗ trợ nhanh hơn thì gửi phát là sẽ có luôn Đấy, một số sàn hỗ trợ nhanh hơn thì gửi phát là sẽ có luôn nhưng mà một số sàn thì không có luôn đâu còn nếu như anh em nào cẩn thận hơn ấy, thì chúng ta có thể trách lại một lần nữa trên coi xem là cái con chắc chúng ta đúng chưa Đấy. ví dụ coi cáp hoặc cái cô nó có hỗ trợ chúng ta làm tiền chúng ta có thể check con chắc của cái con cần ở trên ví chúng ta lãi mình quên mình không check đấy. Đó. ở đây thì các bạn thấy là con chắc lại f 18 ở à đây đúng là con chắc f 18 luôn và con này thì uh, đang có mặt ở trên sàn p 2 pb chuẩn chỉ luôn mình xem thử ra là nó lên trên sàn chứ hy vọng nó lên luôn rồi để nhằm uh, có thể thấy luôn tận mắt còn nếu không nên thì chúng ta sẽ chờ đợi trong cái video đó. đây các bạn thấy chưa lệnh pending thông thường thì muốn lên sàn thì ít nhất phải có 12 con fit đấy mình nói luôn ít nhất phải có 12 con fit kể cả sàn Hubi một sàn mà nổi tiếng với số lượng con rất ít thì cũng phải đến 12 con fit đối với cái mạng ETH này đó đây là toàn bộ những cái thao tác mà mình muốn hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta chuyển coin và token lên trên sàn Dĩ nhiên trong video của mình thì uh, chắc chắn sẽ luôn luôn có những cái cập nhật Bởi vì là không thể nào đầy đủ luôn được Mình sẽ luôn luôn cập nhật những cái hỗ trợ bổ sung cho anh em sau uh, Bây giờ thì trước tiên các bạn hãy biết những cái thao tác cơ bản nhất Để người ta gửi coi tiết kiệm phí ra và gửi đi trên sàn uh, Nếu anh em có thắc mắc, nếu có câu hỏi thì đừng ngại Các bạn có thể bình luận ở phía dưới phần mô tả video Em mình sẵn sàng giải đáp cho các bạn Đây là một cái video mới uh, trong năm 2021 Để hỗ trợ tất cả những anh em đang sử dụng ý Metamask ở thời điểm hiện tại. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong các video tiếp theo.